Ok, xin. Ủa? Lọt theo ai vậy? Đâu có hốt ra tôi vô lại phát. Ok, đúng rồi này. What? Hình như nếu mà đúng như vậy thì hình như là xe qua nó vừa bị xét rồi ấy. Lâu quá không bỏ tới cổ á. RPG. Ừ, đúng là xe qua nó reset vào nữa rồi. RAM thì chắc là vẫn còn chứ nhỉ. Dạ, vẫn còn. Đang thấy kit như một hàng hiệu năng thường. Recovery Combat này. Để xem coi có gì hot nhỉ. Mà mấy cái thành ra mấy cái máu nó reset bạn nữa rồi. Symbol Well. Should I'm doing? Ok, thì server bây giờ nó cuối cùng cũng đã chơi được. Đấy, và bây giờ tôi sẽ service cho anh luôn. Và ra tôi có cái ý định là tôi sẽ service cho cái server này nữa không? Tôi sẽ tắt cái. Nhưng mà dù đây tôi chỉnh Gamma đi, Gamma là 5.0 nha. Dù cái nói chung là dù có tính thời gian, nhưng mà cái này không phải là tôi muốn xác lập kỷ lục gì đó, bởi vì đây là server, mà server thì chúng ta mới vô cho đồ cho TB tùm tùm la, thành ra là không có kỷ lục nào hết. Ở đây chỉ làm cho vui thôi. Ok, đầu tiên thì nó cho gỗ này. Đấy, có gỗ thì đồng nhập nhập tí, mà tôi chưa biết là trong đây có ông nào đánh dòng Bender chưa. Quái nó ơi, trên núi ạ. Trên núi thì làm sao để mà đào đá được. Ok, xuống xuống xuống, nhanh nhanh nhanh. Ok, cái này là gì đấy? Ok, hay là đá đá đồ lên tinh quá nè, đồ lên tinh nó vứt hết đi. Ok, vứt. Ok, vứt nhầm đó. Thì hôm nay hai người chơi xà lăn phăng như hôm rồi, chúng ta sẽ đi xe buýt ganh, đừng hỏi tôi vì sao nhé. Tôi cũng đã biết nữa, nhưng mà kiểu như là tôi nói hứng ấy. Xong rồi tôi quyết định là ngồi đầm xe buýt ganh luôn. Và cái khả năng xe buýt ganh của tôi như quần, bởi vì từ trước tới giờ chơi Minecraft chưa một lần nào tôi có thể đánh bại Gamander kìa. Thành ra là cái này cũng kiểu là làm cho vui thôi. Tôi nghĩ là cái này nó sẽ kéo dài cả tiếng đấy, làm sao tắt buổi đâu rồi. Cái này là cái hình như là cái còn cái plugin nó kiểu như là tăng thêm cái độ đa dạng cho môi trường ấy, và chính vì nó tăng thêm độ đa dạng cho môi trường, thành ra là cái kiểu như là cái mấy cái biome ấy nó khác, và nó có mấy cái block khác nữa. Cái gì có tiếng nhìn bì đấy. Ok, có đá rồi, hay quá, có sắt luôn này. Bây giờ xuống hang nữa là hợp lý nha. Bây giờ cần phải làm sao tìm ra dung nham thôi, chứ cái chứ sắt thì có sẽ có được show. Hello gấu. Mình nghĩ là xuống này hợp lý này. Có đuốc không à? Sợ hả? Ui, sao cái này nó giống như là cái map của Kimetsu no Yaiba nha. Khi mà chúng ta chơi mod bắt Kimetsu no Yaiba thì chúng ta sẽ có mấy cái map nó có gỗ xuống vậy nha. Sẵn tiện đào tí gỗ luôn. Sau này nếu mà có gì thì đào hang. Chỗ này có đá này ngon nè. Đào hẳn xuống rồi. Bây giờ cần kiếm dung nham. Đừng hỏi tôi tại sao nhé, tôi cũng chả biết là tôi sẽ tốn bao nhiêu tiếng để mà speedrun cái server này, nhưng mà tôi sẽ cố. Và tôi cũng sẽ không sử dụng mấy cái đệm fly của game youtuber nha. Game youtuber có đệm fly cũng như là kit ấy. Kit thì chúng ta sẽ có kim cương các kiểu, nhưng mà tôi sẽ không dùng cái đấy. Và tôi chưa có đồ ăn nữa. Này căng này. Chắc là tôi sẽ ăn thịt zombie đỏ từ gấu. Không ta đây à. Đây, cố mình sẽ biết anh không nhờ tới ai hết rồi nè. Chắc video này sẽ dài cả tiếng đấy. Bởi vì tôi chưa bao giờ, như đã nói rồi, tôi khả năng sẽ biết gặp tôi rất là sida. Bây giờ đang là 42 à. Tôi thấy dùng nham nữa. Hai người ngồi kiếm mấy cái tạo đấm này. Đây không phải là cái kiểu như là không phải là cái ship mà chúng ta đã biết trước ấy, thành ra tôi cũng chả biết cái tàu đóng cái server này, hoặc là tôi không biết là server này nó còn tàu đóng hay không sau khi mà cài cái plugin nó đa dạng môi trường. Cái quan trọng bây giờ là phải kiếm dùm nham chứ đã, rồi tính gì tính, chưa có sỏi nữa. Amen. Chắc là đi xuống 13 là được nhỉ. Và cái I13 này hình như nó hơi sai sai. Ừ, thường thì đi đi đào kim cương người ta mới I13.
Ok, tới rồi. Bây giờ làm chắc là đi nung. Nung bây giờ tôi quen cái thao tác của mod. Thao tác của mod thì chúng ta lăn con chuột ấy, thì chúng ta sẽ được cái đó chính là cái ví dụ như là chúng ta đang có 50 gỗ ở trong một cái khu, chúng ta lăn con chuột xuống thì chúng ta sẽ lấy được từ một cho đến hai cái item đó ra khỏi, chứ không cần phải nhấn chuột phải. Cái này ai chơi mod sẽ biết. Ô, có sắt này, một đúng một cục bịp với chữ ở đây đây hả, luôn tưởng có đúng một cục sắt chứ. Giờ cần cái gì đấy, quách cái gì đây, chúng ta đã có sắt rồi nha. Bây giờ cần thêm sỏi, với cần thêm sỏi để làm dụng cụ đánh lửa, và cần thêm hàng dung nham nữa. Là tôi phải xuống địa ngục rồi. À, bên chưa có nước, phát quên mất. À, quên chưa có nước. Mình quả cả đá đỏ, đá đỏ thì có thể là cần lấy, nhưng mà xe buýt ganh cần đéo gì đá đỏ. Ô, đây đây đây, thời tới nè, thời tới cản không kịp, quên làm sáng. Ui rồi, ui ngon ngon ngon. Bây giờ kiếm hiệu dung nham rất là đẹp, kiếm hiệu dung nham. Úi, nhưng quên, tôi định là xài theo cái hố thuật là X-ray ấy, cái hố thuật mà tìm thấy hang rồi kiếm, tìm thấy dung nham ấy, nhưng mà cái đó thì nó bẩn quá. Bây giờ tôi có mấy thứ mà tôi cần rồi này, có sỏi này, có sắt này. Bây giờ tìm đúng hàng đúng rồi, nãy giờ tôi nãy giờ công nhận cây đuốc sinh ra chả để làm gì luôn, bởi vì tôi bật Yamaha là 5.0, thành ra là cái con game này nó rất là sáng. Anh em thấy nó sáng không, nãy giờ chưa có miếng đuốc nữa. Và cái này là cái cho phép của Speedrun nha. Anh em xem Speedrun Nam, anh em sẽ thấy là người ta màn hình của người ta rất sáng, là bởi vì người ta xài cái vật Gamma 5.0 này. Nếu mong nào muốn thì tôi có thể làm một cái video chỉ. What the fuck, đào nãy giờ không thấy dung nham. Không ổn rồi. Nhưng mà tôi hay là tele chỗ khác. Tele chỗ khác hay nhục quá. Tôi cải tele chỗ khác đi. Bây giờ cần kiếm thêm nước nữa. Thôi. Nó có GTB không? Ok. Đập sắt, đập. Tele dùng băng nè. Mà thường là ở cái vùng bờ lên ấy, cái chỗ đồng bằng thì người ta mới có mấy cái dung nham lộ thiên, chứ vùng băng này chắc là chỉ có mỗi nước thôi. Ui, tuyết phủ kìa, tôi xài 2 lần ta leo thôi nhé, xài nhiều quá thì nó hơi sai sai, xài nhiều quá thì nó không sẽ biết ganh lắm. Ui rồi, bằng thế này thì quay dung nham. Ông là có mấy cái chỗ dung nham nó lộ hiên. Bởi sắp hết phút rồi. Sẽ biết anh cái đế gì mà 7 phút chưa anh em. Ô, cái gì vậy? À, băng. Ở dưới đây thì nó không có gì hết. Đậu xanh. Xui nhỉ, cái hên là đập cục sỏi nó ra hẳn ra lửa luôn, còn cái xui là vừa mới gấp cái hiền hết, nó đi hết. Sao cái chỗ băng này nó gấu thịt không anh em nhỉ, what the fuck, người sắt gấu thịt không anh em, bằng cùng xin đào tặc lắm rồi đấy. Cái hiền này có gì hết, đéo có gì luôn. Ui, zombie. Thật 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 anh em ạ, thật thật thật. Không, thôi kệ đi, đừng có bằng cùng đến mức đấy, cấp 5 phát. Chúng ta có một cái... Tôi định tăng diện tích. Quả trưởng hoặc tôi định tăng diện tích, ô khanh quá, cái hiện vẫn còn này. Ok. À, nó cái hiện vẫn còn. Đằng đó thì có một cái tàu đắm kìa, ngon ngon ngon. Không thể tin được, lần đầu tiên tôi thấy tàu đắm trong Minecraft luôn ấy. Bởi vì trước giờ tôi chơi Minecraft có speed gun lần nào đâu. Anh bạn à. Rồi xong, rồi bọn em ơi. Quên 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 quên. Múc. Anh em biết gì không? Tôi quên làm cửa này. Đã hiểu năng rồi. Bây giờ gấp gáp á.
FPS nó đang hơi tụt nha, bởi vì tôi bật max setting ấy. FPS nó tụt ở chỗ này thì chắc tôi giảm thêm một tí. Ui 64 trăng. Làm một cái cửa không có cái gì ăn để mà hồi phút đó. Đại gặp battle mới nữa chứ. Ủa xanh. Chơi Minecraft chưa chưa bao giờ đi chơi phiên bản mới nhất đã thấy mà còn gặp battle mới nữa. Biết cầm cái này thì teo cầm MR. Còn phải xử con Yuvi trước nữa chứ, không có food tối nữa. Có khi tôi sẽ bị mấy thằng khác hịch. Kia là cái gì mà xanh xanh đấy nhỉ? Bây giờ mà mấy cái cọng trong biển mà ăn được thì tôi cũng ăn nữa. Sợ như vậy luôn. Konnichiwa. Con gì béo? À, dễ rất này. Axolotl 2 miếng lúa. Đùa bố mày à. Thiệt vậy luôn. Đúng hai cái lúa luôn. Thêm một cái nữa. Thêm một cái nữa có phải là ấm no không? Đậu xanh. Xui nha. Lúc đầu hơn lắm à. Ok chúng ta quay ngược lại ha. Tôi mong là trên cái mấy cái vùng này thì nó sẽ có quất cho tôi. Nhắc mới nhớ nãy giờ không thấy con cá nào nhỉ, cái đó là hiền à. Nãy giờ tôi chưa thấy con cá nào. Sao lại đeo con cá được nhỉ? Đằng đó có cái gì nó lủng một ô kìa. Thiệt gì luôn, không có con cá nào luôn. Không có đất sét. Chơi xà lông phân thì tôi lao vô tôi mà lem hết cái đống đấy rồi. Nhưng mà bây giờ đang speed gun, tập sao mới xà lông phân. Đó là có cái hang nữa. Đéo kìa. Giờ quan trọng thức ăn trước đã. Nếu mà mấy ông thấy cái thao tác của tôi quá chậm thì đây là lần đầu tiên tôi sẽ biết răng nha. Để nó không phải sẽ biết răng cho lắm bởi vì nãy giờ tôi tốn cả hành sinh của tôi ra chứ chả lấy làm gì ấy. Nên không phải dán sẽ biết răng làm gì. Ok. Ô cái hình này. Thế mà nãy giờ đéo kèm. Thế có phải nhanh hơn không? Đậu xanh. Đúng là hiểu năng. Hiểu năng chơi game. Ở dưới đó có gì? Tôi mầm dưới đó nó cái hang dưới đó nó có dùng nham. Đúng là có mắt như mù này, nãy giờ bỏ qua là tống tống thứ sắt không có gì hết vậy gì luôn à. Thứ tôi cần là dùng nham, please giúp mình dùng nham. Đã dở rồi mà còn đằng đó có gì kìa. Ui khoan khoan, hai này to. Trong cái gì nào? Trong trong cái xuôi nó có cái hên. Cái hai này to đấy. Đi lại gặp dung nham cũng chắc là cũng cao. Chắc thế. Chắc là thế. Gọi là không. Hoặc là không. Thì gì luôn. Y bao nhiêu? Y đang là mười mấy. Phải gì mà không gặp dung nham mà. Bật substitute lên để nếu mà nó có tiếng dung nham kêu bóp bóp ấy thì tôi còn biết được là đằng đó nó có gì nha. Thiệt gì luôn, cái hang này đéo có dung nham hay không? Thì vậy luôn.
Đâu xong. Game nháy Free Fire rồi. Không thể tin được. Không thể tin được. Cái hang to thế này mà không có một miếng dung nham nào. À, là phải gần tới bơi thêm phát nữa. Cái shit. Không phải cái shit mà là cái biome này nó lão á. Cố làm sao để mà đánh được gặp Mender này. Đánh được gặp Mender hay win. Ơ à. Deja vu rồi. Cái này có thật sự là dịch chuyển ngẫu nhiên không đấy? Tôi hỏi thật đấy. Sao chỗ này nhìn quê hết. Nó có thật sự là dịch chuyển ngẫu nhiên không vậy? Có tiếng trường. Tiếng nhầm bì. Đậu xanh, câu ổn rồi. Ơ dùng băng với cái thiền này để giao mu à, vì có cái chuyện mà ganh đun nó lại ảo diệu như thế nhỉ. Không tôi ní, không tôi ní. Đây là phải GTB nó mới cho dùng ngẫu nhiên chứ kiểu này thấy hay hay không ổn rồi đấy. Ok đi, đi luôn đi luôn. À, không đặt đường này. Ở đây, đặt đường này. Không sao. Đoạn, vậy là đằng này khỏi rồi, tới bên đi cho nó nhanh. Đi xung quanh để tìm. Mâm được có cái bãi dung nham là nó lộ. Không phải bãi dung nham lộ thiên mà nó kiểu có cái hang lộ thiên ấy, mà trong cái hang đó có dung nham. Với lại đây thì cũng là một trong những cái lần mà tôi xài xanh vi, thường thì tôi sẽ xài ti đâu chơi, nhưng mà lần này tôi xài xanh vi hết cho nên là thao tác nó hơi sai sai, với nó có những cái màn hình nó dính trên cái màn hình, cái mấy cái phím ấy làm tôi hơi khó nhìn. Có cái hang nào cả kìa, kìa hang kìa, zombie hầu xanh. À tao tao chỉ đang muốn speed gun thôi mà, nhưng mà phải giết nó này mà. Không giết nó thì nó cũng cắn mình. Đằng, con zombie này là zombie ngồi viết luôn ấy. Cái gì đấy? Mày nào? Sao nó lại lắc như vậy nè? Dành cho mấy ông không biết thì cái ứng dụng OBS này quay video thì nó hay lắc. Nhưng mà do là người nghèo xài Crap thành ra là tôi không xài được Bandicam. Đây, cái chỗ mới nãy. Tôi dành cả cuộc đời để quay lại chỗ mới nãy. Người nghèo không xài Bandicam được thành ra là cái OBS này nó hay lắc nha. Bọt. Ui ba trứng, bọn zombie này mất tiệt à. Thì zombie phết. Ha 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 ha. Nhà nữa. Hai em, hai em. Tôi không biết là cái trong đây nó còn cái dung nham lộ hiên không, bởi vì cái dung nham lộ hiên đó là nó hình như là của mày gấp vanilla chứ không phải là của cái Bluein thêm môi trường này xương kìa, gripper kìa, rồi xuống ô rồi. Ba ôm này, ba ôm gì nữa đây, ít kìa, có một đằng nào gặp ít đấy. Salam kìa, kawi rồi, chém học rồi, coi như ý trời ra nó đi. Đây đây đây, cái trái cam, một trong những cái trái rất là ngon của sờ động phân nha, nhưng mà tôi không đang sờ biết cam với tôi không chơi sờ động phân, thành ra là tôi sẽ không chạm vào nó. What, tôi nhảy xuống cái hang này đến để mong là dưới đây nó có một cái gì đó nó dẫn xuống, nhưng mà cái hang này kiểu nó cụt quá chữ nha. Mà nào ném được nữa à, tôi chỉ muốn xây dựng xây bóp thôi mà. Gì đấy,
giống giống nhau đâu. Nãy giờ chả thấy tí giống nhau đồ hiên nào. Tôi cảm giác như là tôi hà đạo giống nhau cho nó nhanh đấy. Giống nhau đồ hiên cái này tìm tới mơ chả hết rồi. Ok gì thì bây giờ tôi sẽ kiếm một cái hang sâu ha, để tôi đào xuống. Ô, người da đen à, không, tôi là Enderman. Cái gì đấy? À không, quên mất, tôi đang sẽ biết rằng rồi. Mình đã có hai đội nóng kìa, nếu mà bữa nay tôi nhận đứng nào thì tôi phải đào luôn, tôi xúc. Chỗ nào đây, chỗ nào đây, đáp cho này. Cái đó là cái sông rồi đúng không? Không không đáng mà để hiện xuống. Siêu tốc độ của bà nữa rồi. Tìm một cái hang. Đây đây đây, thấy rồi, thấy thấy rồi, thấy rồi. Sao nãy giờ đéo thấy con cá đâu nhờ. Đúng. Ủa, phải không ta, hay là tôi bị qua mắt. Rồi xong. Con mắt như mù vậy. Xì đào á. Cái này dở rồi. Nếu mà em thắc mắc tại sao tôi phải tìm cái hang ấy, bởi vì thường cái hang nó sẽ dẫn sâu hơn thay vì cái cách mà đào thẳng xuống ấy. Và cái hang thì nó sẽ có mấy cái ô rộng để mà có sao giống cái biome của trong bản mod biome một Plenty ấy nhỉ, dù tôi đang chơi Bluein nhưng mà làm ơn có một tí dung nham được không. Ui buổi sáng nhìn cũng đánh nè, cái đó là cái lá nằm dưới đất đấy, là cây của sờ phân đấy. Heo. Câu tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi. Quê dùm nha. Đã tập tầm sẽ biết ganh rồi mà còn có mắt như mù. Thế này thì chết rồi. Có một cái không vậy. Tôi vẫn đang tìm cái dùm lộ hiên ấy, mấy ông nào mà từng xem thì mấy ông sẽ biết có một cái dùm lộ hiên giữa biển ấy, nó dẫn xuống cái hang, thường cho đó sẽ bị đắp đầy bởi hắc diện thạch bởi vì cái chỗ đấy kiểu nước và dung nham chạm vào nhau. Có tạo đóng dưới đó kia kìa. Cuối đường đó có cái hang không vậy? Hình như không. Dân làng. Ủa dân làng thì đâu? Dân làng hiện nay. Đúng không nhỉ? Ủa dân làng này. Nhưng mà dân làng không có cái chỗ chay cũng như không. Đấy, tôi xét hôm sau này tôi quay lại. Ngon này. Cái gì? What the fuck? À, đấy, à, đấy. Thường mấy cái chỗ Amahit này dưới đó sẽ có dung nham nha. Cái này là chuyện tâm linh đấy. Ô, Emerald kìa. Kệ đi, đéo đợi. Emerald nữa kìa. What the fuck, bro? Emerald dạo này nó đậm phát này. What the fuck? Emerald kìa. Sao mấy lúc mà sờ biết ganh thì nó lại ra mấy cái gì không vậy? Nghe này dở rồi. What? What the heck? Rồi dùng nham của tao đâu? Rồi dùng nham đâu?
cây ấy nhỉ. À, được rồi, để tôi đào xuống tôi kiếm dung nham cho. Dù gì cũng ti đang là trừ mười mấy. Tiếng dung nham, tiếng dung nham, tiếng dung nham, đúng không? Hay là tôi xin văn tử này. Hình như là tôi xin văn tử. Để có tiếng dung nham ở đây cả. Full volume này. Ừ, hình như cụ dâm sinh văn tử này mà. Chán chả muốn nói. Ui, cái gì đó? Đá cụ gì mà nhìn đát quá vậy? Thì kia luôn không có dung nham thì luôn à, tôi biết là dưới mấy cái chỗ này sẽ không có dung nham đâu nhưng mà thứ tôi cần là một niềm tin đó, hiểu không? Kiến thức sẽ biết rằng thế này hỏng rồi, dành cả hành sinh của tôi để làm vậy rồi đã nền luôn hay lắm. Cái đất này như hùng quỷ quá ta, nghe đờ nó kìa, thôi bỏ đi. Sa mạc, sa mạc, sao mà rồi coi như đây là đấy, có video sẽ biết rằng là cả hôm nay tôi sẽ làm cái tập cực kỳ dài để đóng gần Mender, không có sự biết rằng gì cả, chứ nãy giờ là hơn nửa tiếng rồi, hơn mà hơn nửa tiếng thì không gọi là sự biết rằng nữa, đúng không? Đến lúc chúng ta phải làm cái gì đó rồi, mà sao mà em này không có dung nham được rồi. Không có dung nham thiệt à, what the heck, what thường trong Bisamon đi một tí là dung nham mà nhờ. Tìm dung nham lộ hiên sao mà lúc tìm nó lại ra biển bà nó rồi. Thì chứ luôn à, ba mươi phút rồi không có sở biết làm gì cả nhé, hôm nay chỉ là một tập bình thường đi phá đảo của em thôi chứ không có sở biết làm gì cả. Ok, tôi biết là không nên bàn tán một quyền mà có dung nham hay không. Đấy là thôi, tôi lại cứ gắp mấy cái cụ si bò nhét đá cụi rồi cho chảy ra dung nham rồi. Nhạc buồn quá chữ, cảm giác như game đang ăn ngủ tôi.
Ok. À, quên nói với mong, đây là còn cách nữa để thêm sẽ biết gặp mày gắt. Đó chính là chúng ta mua còn mê nó đồ để cho nhanh. Sẽ biết gặp cái đéo gì không biết, ok. Grab hẳn mắc bị lửa nè. Sao không, cái này mắc Ender chứ. Như tôi để Gamma nó là mắc thì nên tôi cũng chả cần đuốc nữa. Nhưng mà có lẽ như tôi sẽ có thêm đuốc đi. Để sáng hơn một tí. Ok. Không quay để sáng hơn một tí mà để cho cái nhà tôi sau này xây nó sẽ không có xà bam ấy. Xà bam quái. Theo ông coi còn có gì hot không. Đâu rồi nhỉ? Thứ tôi cần là không có nha. Đây đây đây. Cái này cũng được. Tạm được. Không thể tin được sao mình lại thông minh thế nhỉ? Đúng là ai quy dù cực. Mua thêm cái copy ở phần full full slot này. Không biết là trong đây nó có bán copy không thôi, quan trọng là nó có bán copy không. Copy đây, copy 7 anh em. What? What? Không ném được mắt Ender. Ô cái gì này, chấm 2 nè. Đậu xanh. Vậy là ý trời không cho tôi sẽ biết rằng. Ok, chắc là cầm này rất thấp ở đây không. Chứ tôi ngồi chả tiếc gì sẽ biết rằng nữa. Đã đến thế còn không đánh được gặp Nether được thì tôi chịu.